Đố mọi người biết anh này đang làm gì ạ? Anh này là đang đánh đường đường mía mọi người, gọi là mía đường á mọi người, đường bát á mọi người. Là nấu đốn mía về, đốn cái mía về nấu được ép mía ra và lấy nước lên nấu thành đường á mọi người. Đó. Thì đây đường đây là đường đây mọi người. Đường này là không hóa chất, không có chất độc hại nha mọi người. Đó. Thì khi mà đường nấu chín ở trên trên cái lò rồi gọi là đường non đó mọi người thì múc xuống đổ vô trong cái thùng này, sau đó đánh cho nó queo đường lại đó. Mà những mấy anh thanh niên này là đánh là phải là cái tay là đánh phải cho bền đó mọi người, chứ còn bình thường là bán đánh như như mình mà mình đánh cỡ 2 phút 3 phút không quen tay là mỏi rớt luôn á, chứ không phải đơn giản đâu. Cái này phải đánh thường xuyên mà đánh đánh đều, nó gọi như là bền đấy, đánh không biết mỏi tay là gì luôn á đó. Đường ngồi bên cái thùng đường nghe thơm lắm mọi người ơi. Cái này là đường tí nữa đổ vào trong cái chén á mọi người, chén nhôm ấy. Sau đó nó nở ra thành một cái bát cái đường như vậy nè, người ta gọi là đường bát ở Quảng Nam đó mọi người ạ. À. Đây đây, đố mọi người biết chú này làm gì không nè? Chú này là đang rót đường đường mía đường á mọi người. Đây. Thì sau khi đánh đường xong là chuyển qua rót đường nha mọi người. Đường này là đó đánh qua nhiều công đoạn rót nha mọi người, rót được một vào chén xong để cho nó khô lại rồi đóng tiếp bằng 2, bằng 3, bằng 4 để cho nó nở hoa cái vành của cái chén ly các bác nha mọi người. Đó để cho nó nở hoa thành một cái nụ vậy á. Đó, thấy không? Mọi người hiểu không? Lấy cái búa này là búa gỗ mọi người. Đó. Thì mọi người nhìn cái đường bát mọi người chắc sẽ hình dung cái cách làm của của chú này rồi đúng không mọi người? Ai là thời 7x, 6x, 7x, 8x là đều biết cái này hết á. Mà cái này là rót phải cho chuẩn nha mọi người, chứ mà nếu như nó không quen là nó trật nó xấu lắm mọi người ạ. Một bầu đường như vậy á thì có được kiếm được 2 triệu 6, 2 triệu 7 gì đó mọi người. Nói chung thì làm nông cũng cực khổ nhưng mà thu nhập thấy cũng thấp lắm mọi người ạ. Mọi người thấy làm có cực không? Làm quá cực đúng không? Nhưng mà cái đường này là rất là rẻ. Ăn mà là đảm bảo vệ sinh, không có chất độc hại gì hết, khỏe. Ở đây là cách chú này làm đường, nó là làm giai đoạn 2 nha mọi người. Đường bát ở Quảng Nam nha mọi người. Là đường này là đặc sản, là không có chất hóa học nha mọi người, là làm hoàn toàn bằng tự nhiên luôn nha mọi người. Đây chuẩn bị anh kia rót vô một cái bể đường này, 1 2 3 rót vô đó, ô cục vô đúng không, xong rồi chú này ba ba cho nó đều cho nó nở hoa ra đó mọi người. À, đây là đường bát ở Quảng Nam nha mọi người. À, mọi người ai mà thích ăn đường mà không có chất hóa học thì cứ về Quảng Nam, Quế Sơn, Quảng Nam nha mọi người. Đường này là được nấu từ một cái tre mía mọi người, ép mía ra sau đó nấu trên cái lò mọi người. Cái này là đường non, có đường non là mình nhúng khi mà nấu đường á là có đường non á, đường mà nó vừa tới là nấu nhúng bánh tráng rất là ngon nha mọi người. Đó. Làm nghề này nó cũng cực lắm mọi người. Ở quê thì cuộc sống chỉ như vậy thôi mọi người ạ. Mọi người nhớ đăng ký kênh, like, follow, chia sẻ, ủng hộ em nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Mọi người ghé thăm kênh Tấn Lợi Cuộc Sống ở Việt Nam nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.